Chào tất cả anh em sưu tầm đồ quân đội Mỹ, chúc mọi người sưu tầm được những món đồ mình yêu thích. Giới thiệu anh em chiếc áo khoác M65 của quân đội Mỹ. Áo sản xuất năm 1968, series Medusa. Áo này mới chưa sử dụng nên giá trị sưu tầm nó cao hơn những chiếc sử dụng rồi, thì giá trị sưu tầm vẫn còn nhưng mà thấp hơn. Anh em sưu tầm áo mua để cho mình sử dụng sưu tầm hoặc là tặng anh em bạn bè người thân thì alo 0902 194 222 hoặc là số 0913 768 26 để biết thêm chi tiết, để chuyển tải thêm hình ảnh cho anh em mua. Nếu như cần cái món nào thì cứ gọi là để chuyển thêm cái hình ảnh chi tiết anh em xem rồi trao đổi thêm. Ngoài chiếc áo ra thì còn những món đồ khác nữa: áo giáp chống đạn, mũ chống đạn, giày cổ vạt quần áo sơ mi, kích cỡ khác nhau, to nhỏ khác nhau. Xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe.